À, đang làm dở đồ cho anh em đây nhá. Anh em nhìn này, quá kinh khủng. Đấy. Này lại có đồ gửi cho anh em. Đấy, hôm trước tôi nhập đấy, gửi khá nhiều rồi. Hôm nay tôi nhập rất nhiều. À, chiều nay tôi sẽ đi câu lăng xê hướng dẫn anh em tiếp. Ok. Cái clip này sẽ lối vào cái clip chiều nay tôi đi câu. Chiều tôi đi câu thì sẽ đi câu muộn để dình câu tối, câu cá to thôi. Ok anh em. Đấy, anh em lấy lăng xê để lại số điện thoại cho tôi. Tôi sẽ tự động liên hệ. Anh Lô anh em em nhá, chiều hôm nay là tối thứ nay tôi đi bảy câu cho anh. 24. Thứ bảy ngày 24 tháng 11. Mới câu đi hôm 20 tháng 11 là 19 tháng 11, xong hôm nay lại đi câu này. Đây, khi mà cái mồi mà tôi hướng dẫn anh em ấy lấy lăng xê trộn xong thì màu nó sẽ như thế này và nó sẽ như thế này. Đấy là cái quá trình này trộn ấy, nó bóp rất chi là lâu, nó mỏi tay, nó mất phải đến tầm 10 phút cơ. Thế nên là thực ra cái video này thì nó có quá nhiều rồi, thế là tôi cắt đoạn đi. Đến đây nó bóp tiếp. Vì lúc ấy là cái trộn này thì trên kênh nó có nhiều lắm rồi. Đấy, anh em mà lấy đồ lăng xê thì cái này là chỉ dành cho mấy anh em mà có cái mồi của tôi ấy. Đấy. Anh em về cứ làm theo là bóp nhuyễn nào. Bóp thật nhuyễn nào. Ok. Để cho nó nhỏ mịn hết đi. Tất cả nó mịn hết, đều mịn hết. Lúc nãy là tôi bóp một lúc rồi. Nó cũng khá mịn à. Tất cả nó mịn à. Anh em mày anh em lấy lăng xê lưu ý cái lúc mà tôi gửi đồ cho ấy, nếu mà anh em mà không mua được cái gói chắp tàu ấy thì tốt nhất là bảo tôi gửi theo, bởi vì nhiều bạn này cái lúc nhận được đồ ấy mà là anh ơi của anh của bạn này có cái này nhưng giờ mình mua không được, đâm ra là rất xin là nó hơi 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 khó cho các cái bạn mà nhận mà không thể mua được cái gói chắp tàu. Anh em nào không thể mua được cái gói chắp tàu ấy thì cứ bảo mình gửi theo cho. Gói ở quán nó bán khoảng 15 17 nghìn gì đấy. Rồi ok. Này nó ok rồi. Này hơi khô này, cho thêm chút nước nữa. Đấy, nước nọc cũng được. Hoặc là giao hồ cho thêm nước ở hồ trộn cũng được, thì lấy nước ở hồ trộn thì nó sẽ tốt hơn. À, của tôi gửi tặng cho anh em câu ấy, khi mà anh em trộn thì nó sẽ chỉ được một nửa chỗ này thôi, bởi vì đây là tôi nhân số lượng lên nó được nhiều hơn, nó gấp đôi. Tại vì tôi sẵn đồ mà. À, tôi có thể làm được nhiều hơn. Rồi ok. Bây giờ tôi sẽ nắm mồi trước. Đấy. Hướng dẫn anh em nắm mồi lốt hôm. Này anh em để ý nhá. Đây, đây là một lăng xê này. Đó, khi anh em nắm mồi. Đây là cái bộ lăng xê đúng không? Đây, bộ lăng xê tôi gửi cho anh em này. Tôi có móc sẵn xốp tất cả tật rồi. Nó y xì như này. Khi anh em nhận được nó có khóa kia rồi. Anh em về chỉ việc. Đây, ví dụ như là anh em làm theo hướng dẫn này. Trộn nó sẽ được bấy nhiêu mồi. Trộn như này rồi. Anh em sẽ cho vào. Nắm vào là xong. Không cần to, anh em chỉ cần nhỏ thôi. Nó bao trùm hết cả cái lò xo.
Ok rồi đấy, cho nó đỡ tốn mồi. Đấy, cho nó đỡ tốn mồi anh em ạ. À. Tùy thuộc, nếu mà mùi nhau thì anh em sẽ nắm chặt. Và mùi hơi khô như này thì anh em sẽ nắm hơi nỏng tay một chút, không cần nắm quá chặt. Nó sẽ nắm trước hai cục ở nhà và xuống đến hồ thì việc móc vào câu thôi. Anh em cắm lưỡi câu này. Thực ra có nhiều bạn sai lầm. Cứ bắt buộc phải cắm ngược cái lưỡi câu như này. Không nhất thiết. Cắm xuôi cắm ngược được hết, không sao cả. Tại vì khi xuống đến dưới nước ấy thì cái lưỡi câu này sẽ bung ra chứ nó không cắm vào đây đâu. Anh em đừng nghĩ là con chép là nó hụt đầu vào đèn ăn mà nó dính. Lúc nó tơi ra thì cái mồi nó tơi xung quanh thì con chép nó hớp, con cá nó hớp thì cái xốp này nó sẽ dính, nó chui vào mồi, chui 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 vào trong mồm con cá thì nó dính thôi. Đấy, anh em mà chia đều ra cắm này, chia đều ra cắm hết xung quanh cái cục mồi này. Tại sao mình phải chia đều? Tại vì khi mà mình đánh bom chìm ấy thì mình xuống nước thì nó sẽ tơi ra và sẽ có một mặt, ví dụ như bất kỳ một mặt nào đấy nó bị chạm xuống đất thì nó vẫn còn, thì nó sẽ bị mất một lưỡi ở dưới đất và vẫn còn 5 lưỡi xung quanh. Anh em hiểu ý mình không? Đấy, như này. Và cái cuối cùng này thì không cần phải xỏ. Bởi vì xuống đến nước thì nó có một cái sẵn ra nó bung. Mục đích là mình xỏ vào đây để cho nó đỡ rối. Và nó chia lượng lưỡi đều ra. Đấy, ok anh em, như này là nắm xong một cục này. Tôi sẽ nắm sẵn hai cục. Một buổi đi câu bình quân thì tôi câu một cần thôi, nhưng mà bình quân là tôi mang theo 4 bộ lăng xê để phòng bị đứt, bị vướng và cọc các thứ đấy. Để phòng nó bị vướng, mình lôi thì nó bị đứt cước, mất lăng xê. Nên là bình quân là một buổi là tôi đi là tôi mang 4 bộ. Nhưng mà hôm nào mà đen thì đứt hết cả 4 bộ thì thôi, chả chả còn gì để mà nói. Này tôi sẽ nắm sẵn hai cục. Cái hướng dẫn này thì nó có sẵn ở trong kênh. Anh em cố gắng quay ngược lại video, có rất nhiều cái video hướng dẫn cụ thể. Mà cái video này thì đa số là dành cho những cái anh em mà lấy lăng xê thôi. Còn anh em mà không lấy lăng xê thì nó cũng không có cái mồi của tôi, nó cũng không trộn được đâu. Nên anh em mới xem các cái video khác. Hoặc là anh em cũng có thể là biến tấu thêm cái gì đấy thì tôi cũng không rõ. Tùy anh em cảm thấy có thể lên cá được thì mình làm thôi. Này. Tôi đang ốm, mũi nó đang hơi bị nghẹt. Giọng nói nó hơi khác một chút. Đấy, anh em chia đều ra. Chia đều ra khi mà ném xuống nước, anh em tưởng tượng là ném xuống nước như thế này. Thì nó sẽ bốn một 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 cái lưỡi câu nó sẽ bị úp xuống mặt nước và năm cái còn lại nó sẽ lội xung quanh. Đấy, trường hợp ăn lâu hết thì nó lội tất. Đấy anh em. Không cần cắm lưỡi quá sâu. Cũng không cần là cắm thẳng cái đít lưỡi này vào đâu, cắm thẳng cái đít lưỡi này vào. Đấy, anh em mà cắm thẳng cái đít lưỡi này sâu như này nó rất chi là khó bung lưỡi, đúng không? Anh em chỉ cần úp vào như này thôi. Úp cho nó dính vào này. Đây, anh em nhìn này, úp. Úp cho dính vào này, xuống nước thì tự nó tơi ra. Đấy, úp này, anh em mà cắm như này này, cắm ngập xuống như này, xuống nước mà cái lưỡi câu nó rất chi là khó bung ra. Đấy, ok anh em này, đó, đó. Giờ tôi sẽ cho mồi vào túi bóng, túi ly lông. Hôm nay thì tôi sẽ câu tối, bởi vì hôm nay là tôi trộn mồi xong, bây giờ nó khoảng 4 rưỡi chiều rồi. Thì xuống đến hồ khoảng 5 giờ. 5 giờ nó nhá nhem tối rồi. Tôi sẽ lấy một cái túi bóng riêng, tôi buộc hai cái cục lăng dê cho nó đỡ lẫn vào đây. Túi bóng riêng đi, đây tôi cho luôn vào cái gói chép tàu anh em này. Đây là cái gói chép tàu này.
Trên anh em nào nếu mà không thể mua được thì có thể là đặt trên Lazada, nhưng mà trên Lazada thì nó hơi đắt hơn, hay còn gọi là gói 75, chắc đầu là gói mồi 75 Trung Quốc đây, mồi anh em này. Khi mà xong này mình sẽ cho riêng ra đây, cho riêng ra cái túi bóng bất kỳ đây là sờ sờ mãi không thấy cái túi bóng nào thì tôi đút vào đây rồi, ok cho vào đây và cho vào đây. Bây giờ mình sẽ cột chặt lại để nó đi ra hồ câu thôi. Bây giờ mình ra đến hồ chắc nó khoảng tầm 5 giờ, 5 giờ kém. Đây. Vàng C mang 4 bộ, 2 bộ nắm mồi và 2 bộ không nắm mồi. À, hôm vừa rồi thì mấy anh em có hỏi xin cái hộp đựng lăng xê này của tôi ấy. Thì có mấy anh em đến lấy thì người ta xin hết rồi. Anh em thông cảm. Hành trang này đây, và túi cần bây giờ thì chỉ cần cho túi cần ra thôi, kiểm tra xem những cái gì mình cần mang đi, xốp riêng như thế nào, ghế rồi chống cần, ok anh em nhá. Khi tôi ra đến hồ câu thì tôi sẽ quay tiếp cho anh em xem. Anh em cố gắng chờ đợi. Ok, hôm nay là ban ngày thì buổi lúc xuống đến hồ câu thì nó đã là tối rồi, đã nhá nhem tối rồi, nên là tôi tranh thủ tôi quay được khoảng thời gian nào anh em có thể xem được cá, thì còn nếu mà tối quá thì anh em thông cảm giúp, ok anh em nhé. Đấy anh em nhá, gần 5 giờ rồi, vừa xuống đến hồ nhá. Bây giờ tôi sẽ ra cần và ném lăng xê, ok anh em. Anh được con gì chưa? À thế anh ngồi lâu chưa? Hơn tiếng rồi à? Con này lại vắng đấy nhỉ, trái câu nhỉ? Hôm trước bài thả hết cá rồi.
Rồi, ok anh em, bây giờ chỉ việc chờ đợi thôi. Tôi để thông xem khi nào thì nó ăn thế nào. Thế du phi nổi đầy mặt nước. Đây anh em, quá trình câu răng xê ra cần chỉ có thế thôi, bây giờ chỉ chờ lôi cần thôi. Hôm nay thì cá rô phi nó nổi trên mặt nước rất là nhiều. Hôm nay thì cá nổi nên là cái mục đích của tôi là câu chỉ đến tối, chủ yếu là buổi tối xem để dình bắt cá to thôi. Ok anh em.
Chút nữa mà lên cá thì tôi sẽ quay cho anh em xem. To phết đấy nha, con này to phết. Trên cân à? Nó lôi gớm thật. Dạng này câu là phê rồi đây này. Này mà đóng lục thì dòng sướng lắm. Đây đóng thẳng mồm anh em này. Nó đi ăn là mất cả phao. Anh em nhá, lăng xê đóng con đầu tiên nhá. Tầm cân rưỡi đấy. Rồi ok. Đấy, so với cái giày to bằng cái giày 4 cỡ 42 anh em nhá. Ok, con đầu tiên. Chưa được con bé đâu nhưng mà nó dính phát con to, con này cái ăn rất chi là chậm anh em. Anh em đây là 5 giờ 40 phút rồi. 40 phút mới được một con trôi. Hôm nay cái ăn rất chi là chậm. Nhưng mà một con trôi to. Hổ câu 100.000, ngồi cả ngày. Người ta thả cá rất chi là bé. Con trôi này là trôi to rồi. Cá ăn rất chi là chậm. Đây đi một mình nên là không quay được phim cái lúc mà cá nó ăn. Lúc giờ cá nó lôi cần quá thì phải túm cần thôi, không có thì nó sẽ lôi vào trong cái rễ trong này này. Đây này nó xô lôi vào trong bùn cây này mất nên là phải dòng cá lên thì vợt xong thì mới quay phim được. Nếu mà có anh em thêm nữa thì mới quay được, chứ không kiểu này thì bó tay. Đi có một mình nó gì là vất trong cái khoản quay phim. Còn cá mú thì một mình bình thường 40 phút mới được một con. Tôi chỉ mong tối hôm nay được ba con như thế thôi, không cần cái loại, không cần nhiều, loại nhỏ. Ok anh em, tí mà được thì tôi sẽ bích cá lên thì tôi lại quay. Tôi mong được hai con như thế thôi, được không cần nhiều, chất lượng không cần số lượng. Ok anh em. À đấy anh em, không phải tự hào nha. Đây có 6 cần câu này. Anh em đếm phao dưới nước này. Sẽ có ở đây có 6 cần câu nhưng mà có những cần câu từ trưa cơ. Nhưng mà chưa một ai được con gì và tôi được một con đầu tiên. Thì chứng tỏ là hôm nay cá ăn rất chi là chậm chứ không phải không. Nếu mà ví dụ như kiểu là mấy người kia mà được rồi thì kiểu gì là hôm nay tôi cũng phải được thêm. Đây ném cái cục lăng xê này 10 phút nữa trôi qua rồi mà chưa thấy gì. Đấy, trời đã tối rồi. Mới 6 giờ kém 20 thôi mà trời đã sầm tối hết rồi. Ok anh em. Đấy, lăng xê đóng rất xin là bén. Anh em câu không phải lo. Cái lúc quan trọng là cái lúc vợt cá thôi anh em, vợt nó đúng cái đít vợt chui vào cho cá nó vào đáy vợt thì không bao giờ nó oai lưỡi. Anh em cứ chú ý vợt là được, cẩn thận. À. Ok. Đâu rồi, đâu, tít ngoài xa. Nó lại đổ bờ này. Đây, 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 đây. Loang loáng, loang loáng. Con béo này. Trôi, trôi. Trôi. Ok. Ôi, hai cái ốc bơ. Đéo. Rồi. Còn một cái nữa này. Rồi. Cái tứ thả. Nào nó chả chết. Dài dài trong. Có phép này nhá. Phao chạy. Vào máy một tí nữa đi. Bỏ vợt vào máy tí nữa cho nó khỏi phải cựa. Dậy căng lên chạy. Mẹ khỏe phết đấy. Sắp lỗi rồi.
Vật nó bung anh ạ. Có cái vật nó chạy. Vật nó chạy. Anh em nhá, con thứ hai, mới được con thứ hai thôi nhưng mà con chỉ phân thôi đi mày. Anh em. Đây quen lăng xê. Đây lăng xê. Ôi thôi. Díu mà. Thằng nào cũng phải để xiên mồi, không mang đèn pin. Hôm anh được con trôi 4 cân 2. Nó còn rối tít như hết cả cái đấy vào đấy, mẹ gỡ mãi mới hết được lưỡi ra khỏi cái vợt. Vợt thì chưa vặn chặt. Tắt nhé. Tắt đi, anh soi luôn hồn rồi kệ quay. Coi thay đèn pin. Cúc to này có khác nhỉ? Mấy phút nhỉ? Đang ngồi nhìn giữa rừng phát chim về giật cả mình. Trước đi loanh quanh và làm giúp ăn ngon thật anh Huy. Mình ăn mấy hôm hết. Toàn bỏ ăn sáng. Cám mày. Cá nó dậy. Ăn ít bố mới cho hắn cũng to. Đã quay chưa? Đã quay rồi. Anh em nhá, lại đóng khủng long nhá. Này cầm tõm này lại trôi. Em đang định lôi lên thay mồi anh ạ. Nhung đưa hộ cái vợt đi. Đâu rồi? Đằng sau lưng ấy. Có vẻ. Ôi, con bé. Nhấc này, thẳng nhấc. Thôi nhấc lên cho nhanh. Khỏi. Có phết đấy. Đúng nhịp. Nào Nhung đi ra đi. Ôi xa, dễ á. Nhịp mẹ to bé đéo luôn. Nhắn 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 nhắn. To đấy. Bé đâu? Đúng không? Lửa cân. Nửa cân gì, con này phải gần cân. Anh quay em xiên mồi luôn đây. Mới được con thứ ba thôi anh ạ. Dính cũng rất đẹp thế. Chứng tỏ góc đây nó vẫn có hơn. Đây anh em ơi, con đấy mà nhấc thẳng lên mà lưỡi không ngoái tí nào nha anh em nhé. Nhìn lưỡi câu này. Nó cũng rực rỡ nhất hồ rồi anh không nhận không? Nhất cá. Trời cũ quá. Nhà máy giặt thì không khó. Em toàn mang bà doanh giặt. Em có giặt không? 3-4 hôm mang lên là có nhân có buổi tối thì nó ăn chậm hơn nhưng mà thích hơn, thi thoảng được con to anh nhỉ.
công ngày thì nó hay bị châu phi. Đấy, anh em nhấc bổng lên nó không vấn đề gì nhé. Con ấy cứ nghĩ nó khoảng tầm 3-4 lạng, nhưng mà lên nó phải 8 lạng. Nhát định lôi lên thay mồi. Lắm to như em thì có hết mồi làm sao được. Hôm nay là lắm to. Hôm nay nó ăn ít thì nắm to cho nó nhanh hết mồi để về. Hôm nay cá ăn rất là chậm nha anh em, mới được bóng mất một con nó chạy vào cây, thế là loanh quanh, nếu mà không thì được 4 con, bây giờ mới được 3 con. Con này thế mà nó lúc bây giờ nó vít ác phết nhỉ. Trôi thì nó khỏe. Xoắn vô tiếp cho mù. Phải nói cái lưỡi này nó đóng nó nhạy nhỉ. Rút phát chết. Quá nhạy. Ok. Rồi ok anh em. Để ăn con hải này. Ngoài lưỡi thôi. Em vật giảm đó. To phết. Con to, con này to. Con này to bằng cái con đầu tiên em câu. Xui. Lần khủng. Con này là do tôi vật là con cá không chui vào tâm nên là khả năng nó ngoái lưỡi. Không biết lỗ ngoái không. Nào anh ra anh xem mà hay nào đó. Đâu. Anh đang ngồi anh lại thấy nhảy đỉnh õm một cái. Thế xong rồi anh nhìn xuống nước anh lại thấy cước nó đang chạy. Nhìn thấy được cước à? Ừ, nhìn thấy nước nó. Cước nó căng lên như kiểu là mình đánh tiêu ấy. Không ngoái mày đấy. Này con cá nó dễ như thế mà tôi vật sượt mà lưỡi vẫn không ngoái này anh em này. Ok anh em nhìn nhá. Đấy anh em này. Nhìn này. To hơn cái chân nhá. To hơn cái giày nhá. Con thứ tư. Không mất là 6 con rồi đấy. Mày hoàn toàn loại to này sướng nhỉ. Máy có chạy đâu Tấn. Không nghe thấy tiếng máy em để cứng. Không
phải đâu, anh kéo ở đây. Tối mẹ đâu cả. Nó không nhảy thì của mình cũng không biết đâu. Phải nhảy óm óm mình quay sang mình nhìn. Thấy cái cước chỗ đấy nó chả có vệt bóng đèn nữa. Thì cái cước nó lại chạy chạy chạy. Bao nhiêu con bé thì đéo bằng mấy con này nhỉ? Cũng chỉ cần bắt 5-6 con nó to to thế là cũng về tạm được. 4 con rồi. Bây giờ đã đạt yêu cầu rồi. Cái thằng lúc ấy suốt ngày câu Vila Sena gặp nó, thằng đấy nó ở ông mày đúng không? Ừ, nhà nó ngay ở Vila Sena này. Ngày xưa anh học cùng thằng anh trai nó, tên là thằng Lập. Nói mẹ chuyện. Nó làm giáo viên dạy anh. Nói chuyện kiểu xì vậy. Thằng này gọi là thằng Trường Khỉ, là thằng này là sinh năm 1980, năm con khỉ. Thằng này suốt ngày nó nhăn nhăn nhở nhở, nó cười, mọi người mới gọi nó là thằng Trường Khỉ. Nói chuyện kiểu thể hiện quá à. Anh em lại một em nữa nhá. Ôi thế chết rồi, cái cam bị dính gì. Ok anh em, to thế, hôm nay ăn toàn hàng khủng đấy anh em ạ. Đây nay toàn trôi to, tôi cứ phải lấy cái chân ra để tôi đo, anh em mình quay phim anh em nhìn lại kêu là trôi bé. Đấy, sư huynh vật nó không khéo thì nó mắc vào đây cái oái mất một lưỡi rồi. Nhắn tin. Rồi đấy anh ạ. Đây anh em, lại hàng khủng nhá. Hồ này thế này là quá khủng, ngoài khủng vừa. Trôi, con này là con thứ 5 rồi, nếu mà không bong là được 7 con. Ui giời, nặng phết rồi anh Tài ạ. Ôi ok anh em, rất chi là nặng. 5 con rồi. Vừa về xong được 5 con này. Bắt ra cho ông anh một con. Bắt được con to.
đôi củ địt mẹ con này rách mép này. Rồi ok anh em. Đây anh em về đến nhà rồi nhá. Được bị bong mất hai con, không có thịt được 7 con thì vừa xong thì tôi cho ông anh một con to nhất, cho ông anh con to nhất. Còn tôi lấy 4 con. Được hai con nổi trội. Ai da. Được hai con to hơn này. Và con kia chỉ con và một con cũng to. Con này thì cũng tầm 8 lạng thôi. Ok anh em. Hôm nay cũng cá ăn ít nhưng mà được toàn cá to thôi. Ok. Đấy anh em thấy lăng xê đóng rất chỉ là nhạy đúng không? Anh em lấy lăng xê thì cứ về làm theo cái hướng dẫn của tôi thì thôi. Làm theo hướng dẫn và câu kéo thì cứ làm theo hướng dẫn nên là ok, không vấn đề gì cả. Cá hôm nay rất chỉ là thích. Trôi toàn trôi to. Hồ 100.000. Anh em lấy chỉ cần lấy lăng xê thì chỉ cần để lấy số điện thoại cho tôi thôi. Tôi sẽ tự động liên hệ. Chuyển phát thì chuyển COD thì anh em nhận hàng thì gửi tiền thế thôi. Ok anh em. Hôm nay dòng cá công nhận là ít hơn mọi khi nhưng mà dòng thì rất là sướng bởi vì toàn con to. Tiếc là buổi tối nó không